100 vận động viên, trong đó có rất nhiều vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng quốc tế, kiện tướng quốc gia, đạt rất nhiều thành tích quốc gia và quốc tế. Đến dự lễ bế mạc hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía bộ môn cờ, tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng bộ môn cờ Việt Nam. Ông Đào Thế Dũng, huấn luyện viên cờ quân đội. Bà Lương Ngọc Bích, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ. Ông Trần Văn Quang, chủ tịch hội đồng quản trị Madonna Media. Ông Trần Anh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Nam Bình. Ông Lê Phú Hải, giám đốc công ty Lê Phương Pháp. Ông Lê Văn